Thưa quý vị, vàng đã làm con người ta lóa mắt. Vâng, câu chuyện cướp giật tài sản ở tiệm vàng đã trở nên không còn xa lạ. Sau vụ đại úy công an cầm súng AK vào cướp tiệm vàng, mới đây tại địa bàn tỉnh Bình Dương, cô gái trẻ đã vào tiệm vàng, đeo thử chiếc nhẫn rồi bỏ chạy mất hút. Sau khi được đưa về trụ sở công an làm việc, nữ quái này đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Mới đây, tối ngày 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thu Thảo, sinh năm 1999, quê Sóc Trăng, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, vào chiều cùng ngày, Thảo đi bộ đến tiệm vàng Kim Mạnh Hiền 2, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Nguyên hỏi mua hai nhẫn vàng trị giá hơn 26 triệu đồng, rồi yêu cầu được đeo thử. Lúc này, ông Hoàng Văn Đan, sinh năm 1978, chủ tiệm vàng đưa hai chiếc nhẫn cho Thảo đeo thử. Sau khi thử, Thảo tháo một chiếc nhẫn cầm trên tay. Chiếc còn lại, Thảo nói không tháo ra được và yêu cầu ông đang đi lấy nước để dễ tháo ra khỏi ngón tay. Trong lúc ông đang quay lưng đi lấy nước thì Thảo cầm hai chiếc nhẫn bỏ chạy. Khi chạy được khoảng 20 mét, Thảo ném hai chiếc nhẫn vàng xuống đường và tiếp tục bỏ chạy thì bị ông đang đuổi theo khống chế giữ lại, thông báo cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xử lý theo quy định theo dõi clip nhiều người đoán được hành vi của cô gái có động cơ từ trước ý định cướp vàng đã được lên sẵn và khi vào tiệm vàng chỉ việc diễn dẫu sao hành vi của nữ tội phạm cũng sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hy vọng nữ tội phạm trẻ tuổi trong đoạn clip sẽ sớm có bài học sâu sắc cho mình không thể vì bất cứ lý do nào mà bán rẻ nhân cách của mình hoặc bất chấp tất cả để vi phạm pháp luật